cuộc sống phồn vinh, thịnh vượng, không gian thoáng đãng, trong lành. Vị trí trung tâm, thuận tiện kết nối. Tramington Iris, nơi khởi nguồn miền kết tụ, là hành trình tỏa sáng vị thế chủ nhân. Dự án tọa lạc tại mặt tiền đường Tôn Thất Thuyết, quận 4 với ba mặt view sông, gồm hai tòa tháp cao 34 tầng, một tầng hầm và đa dạng các loại hình như căn hộ thương mại, dịch vụ và shop. Tramington Iris không chỉ là nơi an cư tiện nghi mà còn là nơi đầu tư kinh doanh lý tưởng thông qua khu thương mại sầm uất và tiện ích hoàn chỉnh. Khối nhà được thiết kế thông minh, tạo nên mặt thoáng cho tất cả các căn hộ đón nắng, đón gió tự nhiên. Với 1.438 căn hộ, diện tích từ 45m2 đến 122m2, gồm căn 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Đặc biệt, tại mỗi căn hộ đều là một miền sống êm đềm, mở ra cho gia chủ bức tranh thiên nhiên sống động, từ hướng nhìn lãng mạn bên dòng sông êm ả, hay tự hào về ngôi nhà với hướng nhìn ôm trọn trung tâm thành phố phồn hoa. Hãy khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng tại Tramington Iris, tận hưởng làn gió sông tươi mát hay thư thái bên từng trang sách, cảm nhận hương vị thiên nhiên trong lành từ công viên nội khu, vườn treo 4.000m2 và 17,6 hectare công viên Hồ Khánh Hội liền kề. Tramington Iris mang đến cho bạn một cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp với 31 tiện ích nội khu vượt trội. Sống tại Tramington Iris là sống trong một cộng đồng văn minh, trẻ trung, hiện đại. Tọa lạc ngay vị trí trung tâm thành phố, từ Tramington Iris, cư dân dễ dàng kết nối với các tiện ích khu vực. 5 phút đến Bitexco, chợ Bến Thành, chợ Dân Sinh, phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu vui chơi trẻ em Kids City, tiểu khu cảng quận 4, Đại học Nguyễn Tất Thành, Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, 10 phút đến Đại học RMIT, khu đô thị Thủ Thiêm, Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn, Trung tâm Thương mại Vincom Đồng Khởi, 15 phút đến Trường Quốc tế Renaissance, chợ An Đông, Đại học Y Dược, Bệnh viện Chợ Rẫy. Trở thành cư dân của Tramington Iris nghĩa là bạn đã tự trao cho mình một niềm tự hào trên hành trình kiến tạo hạnh phúc. Nhà tôi ở Tramington Iris là sự hứng khởi khi bạn vươn tầm sự nghiệp từ trung tâm của đột phá. Nhà con ở Tramington Iris là nơi trẻ thơ vui lớn trong bản sắc muôn màu. Nhà con tôi ở Tramington Iris là nơi cha mẹ thấm đượm viên mãn từ tâm điểm của Sài Gòn tương lai. Tramington Iris được kiến tạo như một luồng sống đưa người đi và đón người về, để mái nhà trong vòng tay bạn làm mạch kết nối, là cội gia phong. Tramington Iris, nơi khởi nguồn, miền kết tụ.